Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với căn nhà đất Tuấn Nguyễn. Buổi chiều hôm nay Tuấn Nguyễn đang về thành phố Dĩ An. Và thưa quý vị, khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là trung tâm thành phố Dĩ An, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An quý vị nhé. Trước màn hình chúng ta đây là một con đường nhựa 8m. Đó quý vị nhìn này, một con đường nhựa rất lớn đúng không ạ? Khu dân cư của chúng ta ở đây thì đấy, full HD luôn. Đó, hàng xóm của chúng ta quý vị này. Quý vị nhìn. Đây. Chuẩn đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, ở trong này không khí rất là mát mẻ, trong lành quý vị nhá. Và thưa quý vị, khu vực này thì chúng ta đi ra thành phố Thủ Đức thì khoảng đúng một cây số thôi. Và trước màn hình chúng ta là quốc lộ 1K này. Đây này quý vị này, cái chung cư quốc lộ 1K chợ Đông Hòa quý vị nhá. Và khu này thì trước màn hình chúng ta bước qua Bixigo Dĩ An cũng khoảng 400-500m thôi. Đấy, ở đây là trung tâm thành phố Biên Hòa, thành phố Bình Dương quý vị nhá, thành phố Dĩ An, xin lỗi quý vị. Và bên trái này chúng ta đi ra thành phố Biên Hòa, Đồng Nai khoảng 15 phút đi xe. Đấy. Thì căn nhà chúng ta tọa lạc ngay trung tâm thành phố Dĩ An, giáp với lại thành phố Thủ Đức. Cho nên chúng ta đi về thành phố lân cận xung quanh như thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, thành phố mới Bình Dương. Đấy. Đi lên sân bay Tân Sơn Nhất rất là gần. Đấy. Ở trong khu dân cư của chúng ta thì hình ảnh như thế này, quý vị nhìn thực tế đúng không ạ? Một con đường sạch sẽ 7-8m như thế này. Đó, con đường nhựa trong khu dân cư hiện hữu. Ở đây thì người dân Đông Hòa, đấy, thành phố Dĩ An là chính quý vị nhá, không có ít dân nhập cư. Đây quý vị nhìn là những cái căn biệt thự nhà vườn rộng mênh mông bao la như thế này. Đấy, ở đây người ta rất là nhiều đất cho nên người ta sống một cái cuộc sống thư thái, thoải mái, rộng rãi. Và thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị căn nhà mặt tiền đường. Chúng ta có thể kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được. Đấy. Ở đây thì người ta vẫn bán tạp hóa này, rồi hàng ăn thức uống này, tiệm nail, tiệm tóc, rồi tiệm thuốc tây, đấy, vân vân. Đó, quý vị nhìn một cái không gian, cái hình ảnh của khu dân cư của chúng ta rất là đẹp đúng không ạ? Và căn nhà mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị là căn nhà này. Đây, Tuấn Nguyễn xin lỗi chỉ là căn nhà này. Đấy, căn nhà này có diện tích rất là lớn quý vị nhá. Chiều ngang lên tới 7m và chiều sâu là 27m quý vị nhá. Chiều sâu 27m. Đấy, bằng 190m2. Đấy. Có sổ hồng và thổ cư là 140m2 rồi. Chúng ta chỉ cần trừ chút xíu ở phía trước sân với lại phía sau trồng rau trồng cỏ, chúng ta chưa lên thổ cư thôi. Đấy. Căn nhà này thì chia làm hai bên. Đấy. Cho hai gia đình ở. Đấy, bố mẹ ở một bên và con cái ở một bên đúng không ạ? Hai căn nhà nhỏ quý vị nhá. Đó, ngang 7, dài 27. Đó. Hai bên căn, hai căn nhà này thì tổng có 9 phòng ngủ, đấy, 4 nhà vệ sinh, có sân xe hơi thì động ở phía trước rất rộng, chúng ta có thể động được 2 chiếc xe hơi. Đó, đây là toàn cảnh căn nhà chúng ta này, cái tường trụ bê tông với lại hàng rào sắt màu đen đen như thế này. Phía trước thì chúng ta làm mái tôn. Đó. Nhà xây thì thiết kế một lầu một trệt. Đấy, còn rất là mới. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ quay ở bên trong để cho quý vị xem đúng không ạ? Và đặc biệt là anh chị nhà chủ nhà muốn bán nhanh thì giá rất rẻ đúng không ạ? Sân xe hơi này quý vị này, cực kỳ rộng luôn, chúng ta có thể đậu 2 chiếc xe hơi bình thường. Tuấn Nguyễn sẽ quay ở bên trái, à bên phải trước quý vị nhá. Quay căn nhà ở bên phải trước cho quý vị. Đây phòng khách của chúng ta này. Thì ở thành phố mà quý vị ơi. 7m chiều ngang, chúng ta chia đôi thành hai căn nhà, nhìn vẫn rộng mênh mông. Đấy, quý vị nào mà có hai người con đúng không ạ? Hoặc là ai mà hai anh em muốn ở đây. Đấy, hoặc là chúng ta về sau này về có thể là thông ra thành hai căn, à thành một căn cũng ok quý vị nhá. Nhà đúc cho nên chúng ta dễ bề làm cái công việc như vậy đúng không ạ? Phía sau thì chúng ta có phòng ngủ dưới trệt. Quý vị đây. Phòng ngủ dưới trệt của chúng ta đây. Nguyễn bật điện lên cho quý vị thấy. Đấy, rất là rộng đúng không ạ? Đó. Rộng mênh mông luôn. Chúng ta có phòng ngủ dưới trệt này. Đấy. Tuấn Nguyễn xin quay qua thôi quý vị nhá. Nhà vệ sinh đương nhiên là có rồi, dưới trệt chúng ta có hết. Và không gian phòng ăn, phòng bếp, phòng khách đầy đủ luôn. Đấy. Ở thành phố như ở Sài Gòn các thứ thì quý vị biết rồi, một căn nhà mà 3m rưỡi thì đương nhiên cũng là một cái diện tích không hề nhỏ đúng không quý vị? Đấy. Huống gì là cái căn nhà này diện tích là chiều ngang lên tới 7m, nhưng mà người ta ngăn đôi ra cho hai người con ở thôi đúng không ạ? Bố mẹ ông bà ở một bên, còn người con ở một bên cho nó thoải mái riêng tư. Đấy.
chúng ta về đây thì chúng ta muốn thì chúng ta lại gộp lại một căn đúng không ạ, hoặc chúng ta xây lại cái căn biệt thự lớn ở đây chúng ta ở, ngang 7 dài 27 quý vị nhá, một cái diện tích đất rất là lớn nằm ngay trung tâm thành phố Di An như thế này, giáp với lại thành phố Linh Xuân Thủ Đức. Cái này mở được không ạ? Mở được. Tủ để chờ quá à, thế à? Thì Tuấn Nguyễn xin phép xin lỗi quý vị là có một cái phòng ngủ số 2 đây. Thì các em mới đi làm các em mới khóa rồi. À không không. Cho nên Tuấn Nguyễn xin phép không quay quý vị nhá. Tuấn Nguyễn quay ở phía bên đường sau này. Và đây là phòng ngủ số 3. Mở được không? Không quay được á? Rồi ok. Là chúng ta có 3 phòng ngủ rồi quý vị nhá. Ở dưới một phòng. Rồi. Và phía sau này chúng ta cũng một màn vệ sinh này, khu để vực để đồ này. Thì Tuấn Nguyễn xin lỗi quý vị. Căn nhà này á thì chúng ta quan tâm tới là cái diện tích đúng không quý vị? Đây, cực kỳ vuông vức luôn. Ở phía sau là chủ nhà làm cái sân thượng phía sau phơi đồ, cũng như khu sinh hoạt ở phía sau rất là mát. Đây quý vị nhìn cái lá cây quý vị biết này. Đấy, gió rất là mát. Đấy, quốc lộ 1K của chúng ta thì ở khu chung cư này này. Đấy. Ngay chợ Đông Hòa quý vị nhá. Căn nhà chúng ta mà nếu mà đi ra chợ Đông Hòa hoặc là ra cái quốc lộ 1K thì khoảng 300m thôi. Đấy, 300m là chúng ta bước ra quốc lộ 1K rồi quý vị nhá. Bên trái là chúng ta như Tuấn Nguyễn đã nói lúc ban đầu với quý vị là chúng ta đi về thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Khoảng 10 phút đi xe Honda thôi. Còn quay ngược lên là chúng ta ra thành phố Thủ Đức, đi lên Phạm Văn Đồng, lên sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Khu vực này thì gia đình dùng làm cái chỗ nghỉ ngơi. Cũng là buổi tối chúng ta nướng gà, nướng vịt, nướng thịt, nướng thà, chúng ta ăn uống là sinh hoạt buổi chiều ở đây. Thứ bảy chủ nhật ở đây rất là ok. Đúng không ạ? Một cái sân rất là rộng. Và quý vị nhìn này, vuông vức đúng không ạ? Chủ nhà là be hết hàng rào như thế này, xây lên ở trên thì có khung thép. Đấy, mái tôn như thế này rồi. Một không gian sinh hoạt thoải mái. Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn sẽ quay căn số 2 nha. Căn số 2 của chúng ta đây. Căn số 2 của chúng ta thì không biết là có ai ở trong phòng không. Má mở giùm con đấy. Có cái phòng nào má mở cho con quay hết cho khán giả xem xíu coi. Rồi má mở phía bên trước đi. Thì quý vị ơi, đây căn nhà rất là mới đúng không? Mở điện lên mát cho sáng cho đẹp. Nhưng mà có các em ấy ở trong cho nên Tuấn Nguyễn không tiện quay quý vị nhá. Đây quý vị này này, không sao, căn nhà rất mới. Đây quý vị xem, đây là phòng ngủ số 6, số 7 gì ấy. Thì Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị rồi đúng không ạ, hai căn nhà chúng ta tổng là hết 9 phòng ngủ quý vị nhá, rất là nhiều luôn. Cho nên quý vị về đây thì thoải mái. Đây, phía trước căn nhà chúng ta đây. Đó, và chúng ta đi ra Bixigo khoảng 500-600m thôi. Ra trung tâm hành chính Di An rồi. Trước căn nhà chúng ta đây quý vị thấy này. Toàn biệt thự, đúng không ạ? Toàn biệt thự nghỉ dưỡng, nhà nghỉ dưỡng, nhà vườn ở đây. Đấy, một cái không gian phải nói là hình ảnh phải nói là cực đẹp. Đây, quý vị nhìn này. Đó, căn nhà chúng ta có 4 cái cột trụ bê tông, cốt thép như thế này. Đó, đây là toàn cảnh của thành phố Di An, đó, phường Đông Hòa. Quý vị nhìn chưa? Biệt thự vườn này, biệt thự nhà vườn có hàng xóm ở đây. Toàn là nhà đẹp không? Đấy. Và cái diện tích đất của chúng ta cũng không hề kém cạnh thế nào. Quý vị thấy chiều ngang lên tới 7m. Đó. 7m mà nhân mới lại 27m, một cái diện tích phải nói là cực kỳ khủng luôn. Đấy, đây là phòng ngủ số 8, số 9 rồi quý vị nhá. Quý vị về đây con cái anh em đó. Vợ chồng hoặc là ông bà thoải mái phòng để người chúng ta ngủ nghỉ lên tới 9 phòng. Đấy, chiều ngang là 7m. Chiều dài lên tới 27m quý vị nhá, thoải mái ở luôn. Bây giờ tôi sẽ đi xuống bên dưới và tôi sẽ tranh thủ báo giá căn nhà này cho quý vị biết luôn. Chắc chắn là quý vị sẽ ngạc nhiên tại sao một căn nhà ở thành phố Di An, ngay trung tâm thành phố Di An giáp với thành phố Thủ Đức có diện tích là gần 200m², đúng không quý vị? 7 x 27 190m². Đấy. Ở trên sổ còn ở ngoài là chúng ta dùng tới 100,2m quý vị nhá, 192m cơ. Đây, đây là tầng trệt ở phía dưới này. Thì quý vị ạ, một căn nhà rất lớn. Đó. 7m chiều ngang, 27m chiều sâu.
chúng ta chia thành hai căn, quý vị thoải mái sinh hoạt. Đó, quý vị nhìn một hình ảnh căn nhà rất là mới, rất là đẹp, đúng không ạ? Căn nhà mà 3,5 mét thì cũng rất là đẹp rồi. Đó, căn nhà nào cũng có phòng khách này, phòng bếp này, phòng vệ sinh, phòng ngủ đầy đủ luôn, lên tới 9 phòng. Tha hồ cho gia đình chúng ta sinh hoạt, đúng không ạ? Đây, Tuấn Nguyễn sẽ quay thêm chút xíu nữa để cho quý vị xem cái nhà vệ sinh này. Đấy, có phòng kiếng cường lực ngăn cách riêng biệt như thế này. Nội thất phòng phòng vệ sinh cũng rất là tốt. Đây là phòng khách số 2. Đó, căn nhà bên kia thì Tuấn Nguyễn quay rồi. Đây là căn nhà số 2, đúng không quý vị? Phòng khách, tivi, rồi trần chỉ, thạch cao, các thứ đầy đủ hết. Vâng, vậy là Tuấn Nguyễn review xong nhanh cho quý vị xem một cái căn nhà của chúng ta, gọi là căn nhà bình thường thôi, bình dân thôi. Nhưng cái điểm nhấn của căn nhà này nó nằm ở chỗ là diện tích quý vị nhá, và vị trí. Đó, Tuấn Nguyễn xin nhấn mạnh lại một lần nữa để cho quý vị hiểu được. Tức là cái vị trí thì chúng ta nằm ngay trung tâm thành phố Di An, đúng không ạ? Sát với lại thành phố Thủ Đức. Đó, cách quốc lộ 1K chỉ khoảng 300m thôi. Chỉ khoảng 300m thôi là chúng ta ra quốc lộ 1K rồi. Đó. Và chúng ta đi xuống thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, xuống lên thành phố mới Bình Dương, đâu đó cũng chỉ là khoảng 15-20 phút. Đó. Và cái điểm thứ hai, tức là một cái diện tích rất là lớn, đúng không ạ? 190m². Đó, 7 x 27. Quý vị thấy có rộng không? Một cái diện tích rất là khủng, đúng không ạ? Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn biết được, đúng không ạ? Hiện anh chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 7 tỷ 2 thôi quý vị nhá, 7 tỷ 200 triệu đồng. Chúng ta còn gặp chính chủ nhà và thương lượng giá cả quý vị nhá. Đó. Trước đây thì chủ nhà cũng đã ra một cái giá là 7 tỷ rưỡi 8 tỷ quý vị nhá, chứ không phải là 7 tỷ 2 đâu. Nhưng mà do bây giờ chủ nhà có công việc cho nên rất là cần muốn bán nhanh căn nhà này. Chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 7 tỷ 2 thôi. Quý vị có nhu cầu và xem được cái thước phim này, cái video này thì quý vị hãy đến đây gặp chủ nhà và thương thảo giá cả quý vị nhé. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian. Đấy, quý vị yên tâm điều đó. Ở trên Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thảo Điền quận 2, Khang Điền quận 9, Tuấn Nguyễn có rất nhiều nhà biệt thự cao cấp phục vụ cho quý vị, nhất là kiều bào nước ngoài đang muốn về Việt Nam mua những căn biệt thự tốt. Đấy, diện tích rộng. Vâng, Tuấn Nguyễn đã review xong. Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ, quý vị vui lòng hãy đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với, cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like. Quý vị hãy subscribe kênh cũng như hãy ấn chuông để có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều cho quý vị tha hồ xem xả chét cũng như lựa chọn những căn nhà, những lô đất đẹp để quý vị mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một buổi tối nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.